một cái định nghĩa khác về thành công. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Văn Toàn, là nhà đào tạo về kinh doanh và phát triển con người. Ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ lại cho các bạn là cái một cái định nghĩa khác về thành công. Thành công thì mỗi người một định nghĩa khác nhau, nhưng mà khi chúng ta nói về thành công, nếu các bạn mà đạt được thành công rồi mà các bạn là các bạn chết đi à, là các bạn không có cái điều gì xảy ra cả, thì đó không phải là mục tiêu của các bạn. Thành công không phải là mục tiêu, các bạn nên nhớ ạ, thành công không phải là mục tiêu. Và thầy tôi cũng nói là thay cái từ thành công thì sẽ bằng cái từ là liên tục tiến lên, là các bạn liên tục tiến lên, chứ không phải là lúc nào mình đạt được thành công là mục tiêu của mình. Thì đó không phải là cái định nghĩa của mỗi người khác nhau, cho nên là cái việc mà các bạn định nghĩa thành công là cái điều gì thì các bạn đang định nghĩa thành công là cái điều đó. Không có điều nào đúng và cũng không có điều nào sai, quan trọng là chúng ta đang định nghĩa nó là cái gì. Thành công là những sự kiện mà nó đang diễn ra trong cái đời doanh nhân của chúng ta. Cho nên các bạn nên nhớ là chúng ta định nghĩa thành công như thế nào là định nghĩa thành công như thế đó, do định nghĩa của mỗi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi các video này của Toàn. Nếu các bạn thấy video này ý nghĩa thì hãy nhớ đăng ký kênh của Toàn và hãy nhớ nhấn hình quả chuông để khi mà Toàn ra video các bạn là người đầu tiên nhìn thấy. Hãy đăng ký ngay bây giờ.